Lúc bấy giờ, Xá Lợi Từ thưa: Bạch Thế Tôn, trí tuệ của Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Thanh Văn, hoặc trí tuệ của Độc Giác, hoặc trí tuệ của Đại Bồ Tát, hoặc trí tuệ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều không sai khác, không chống trái nhau, không sanh không diệt, tự tánh đều là không. Nếu pháp không sai khác, không chống trái nhau, không sanh diệt, tự tánh là không, pháp này không sai khác, đã bất khả đắc, thì tại sao Thế Tôn lại nói trí tuệ của Đại Bồ Tát Hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ trong một ngày, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác không bì kịp? Phật bảo: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Trí tuệ của Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong một ngày hơn Bát Nhã tất cả thanh văn độc giác, việc này có không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa: Này Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trong một ngày, suy nghĩ: Ta sẽ tu hành trí nhất thiết tướng vi diệu, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, hiểu biết tất cả tướng của nhất thiết pháp, rồi dùng phương tiện hướng dẫn tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn, trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác có việc này không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa: Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Tất cả thanh văn độc giác có thể suy nghĩ: Ta sẽ chứng an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, dùng phương tiện hướng dẫn tất cả hữu tình vào vô dư y niết bàn không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa: Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Tất cả thanh văn độc giác có thể suy nghĩ: Ta sẽ tu hành sáu ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, viên mãn mười được Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, sẽ chứng vô thượng